A à, về danh hỏi bài miễn chỉ trả lời tức thì vào thư viện Tại ngay về danh thầy xin chào mừng các bạn đến với trang web việt sách học cùng bạn hôm nay thầy cùng các bạn sẽ tìm hiểu và trả lời câu hỏi của bài 13 thời tiết và khí hậu trong bộ sách chân trời sáng tạo chúng ta cùng đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi số 1 trang 155 quan sát hình 13.1 và thông tin trong bài em hãy 1. Cho biết nhiệt kế hình 13.1 chỉ bao nhiêu độ? 2. Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ? Đây là hình 13.1 nhiệt kế. Qua quan sát hình 13.1 thì ta thấy rằng nhiệt kế chỉ 25 độ C. 2. Nhiệt độ không khí là một hiện tượng khi các tia bức xả của mặt trời đi qua khí quyển, lúc này mặt đất sẽ hấp thụ năng lượng nhiệt của mặt trời. Còn không khí có nhiệt độ là do mặt đất hấp thụ năng lượng nhiệt của mặt trời bức xà lại vào không khí, làm cho không khí nóng lên, và độ nóng hay lành đó chính là nhiệt độ của không khí. Câu hỏi số 2, trang 156, dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết một So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới 2. Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo ví độ đây là bảng 13.1 ví độ và nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới. Chúng ta cùng trả lời cho câu hỏi số 2. Ý thứ nhất, so sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới, ta thấy rằng nhiệt độ giảm dần từ xích đào về cực. Singapore là nước có nhiệt độ cao nhất 28,3 độ C. Anta, Naui có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất 2,8 độ C. Ý thứ hai, rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo ví độ, ta thấy rằng ở vùng ví độ cao do góc chiếu của tia sáng mặt trời với bề mặt trái đất nhỏ nên nhận được ít nhiệt, ánh sáng dẫn tới nhiệt độ ở đây thường rất là thấp, còn ở nơi có ví độ thấp, góc chiếu của tia sáng mặt trời về phía trái đất cao nên nhiệt độ cao và ánh sáng nhiều. Câu hỏi số 3, trang 156, dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết một Chỉ số nào trên hình 13.3 thể hiện độ ẩm không khí 2. Mây và mưa được hình thành như thế nào? Đây là hình 13.3, nhiệt, ẩm kế điện tử. Qua quan sát hình 13.3 ta thấy rằng chỉ số thể hiện độ ẩm không khí là 52,3%. Nguyên nhân của sự hình thành mây và mưa là mây được tạo thành bởi nước bốc lên cao, gặp lành, ngưng tủ thành những hạt li ti và tạo ra những đám mây. Khi hơi nước trong các đám mây tiếp tục ngưng tủ, các hạt nước to dần và đủ nặng thì hạt nước rơi trở lại mặt đất và tạo thành mưa. Câu hỏi số 4, trang 157, đọc các thông tin trong bài cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào. Ở đây, ta thấy rằng thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi, còn khí hậu diễn ra trong thời gian dài có tính quy luật, đặc biệt khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định. Câu hỏi số 5, trang 158, quan sát hình 13.4 và nội dung trong bài em hãy kể tên các đời khí hậu trên trái đất. Đây là hình 13.4. Sự phân chia các đới khí hậu trên trái đất, qua quan sát hình thì ta thấy rằng các đới khí hậu trên trái đất được phân chia thành đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu hàn đới. Ta cùng trả lời câu hỏi số 6 trong 158, dựa vào thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm khái quát của một đới khí hậu tùy chọn. Ở đây, ta chọn đới khí hậu nhiệt đới. Vị trí nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam, hấp thụ được lượng nhiệt lớn từ mặt trời, thời gian chiều sáng trong năm ít chênh lệch nên quanh năm nóng gió thổi thường xuyên là gió màu dịch và lượng mưa trung bình ở đây là từ 1.000 đến 2.000 mm. Chúng ta cùng trả lời cho câu hỏi phần luyện tập trang 159. Câu hỏi thứ nhất, cho biết cách tính nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm. Hai, cho bảng số liệu sau. Dựa vào hình 13.3, hãy tính nhiệt độ trung bình trong tháng 11 của Hà Nội. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C? Nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ C? Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh lệch bao nhiêu độ C? Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, các bạn phải nhớ rằng nhiệt độ trung bình tháng bằng nhiệt độ trung bình ngày chia cho số ngày trong tháng, còn nhiệt độ trung bình năm bằng nhiệt độ trung bình năm chia cho số tháng, tức là chia cho 12 tháng. Phần 2 là về phần nhận xét bảng, nhiệt độ trung bình ngày ở đây bằng số lần đo trong ngày chia cho số lần tức là bằng 19 cộng 19 cộng 27 cộng 23 và chia cho 4 bằng 22 độ C. Còn nhiệt độ cao nhất ở đây là 27 độ C và nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C. Và để tính sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp thì ta lấy nhiệt độ cao trừ đi nhiệt độ thấp tức là bằng 27 độ C trừ đi 19 độ C bằng 8 độ C. Và sự chênh lệch nhiệt độ ở đây có nghĩa là 8 độ C. Chúng ta cùng tìm hiểu phần cuối cùng, phần vận dụng trang 159. Em hãy cho biết em cần làm gì và không được làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét. Đầu tiên là những việc cần làm để phòng tránh tai nạn do sấm sét. Khi trời đang xảy ra rông, có mây đen, không khí lạnh và gió, các bạn cần phải vào nhà để trú mưa. Và khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không được đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống. Còn trong trường hợp các bạn đang ở trong vùng đất trống thì nên chùm hai chân, quý sát người xuống mặt đất. Và tiếp theo đây là những việc các bạn không được làm để phòng tránh tai nạn do sấm sét. Thứ nhất, không đứng dưới gốc cây, đứng ở khu đất trống. Thứ hai, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người. Thứ ba, không đứng hoặc ngồi cạnh cột điện hoặc là đường dây tải điện. Và buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.